xin được chào mừng quý anh chị đã quay trở lại với kênh Nhà Xịn Bình Chánh. Thì hôm nay Hương sẽ review đến cho quý anh chị mình một dãy nhà, một trệt, một lầu. Khu dãy này có tận tới là 28 căn anh chị nha. Đây là nhà mới hoàn toàn 100%, đường thông hai hướng luôn. Và hiện tại thì Hương đang có mặt là trên con đường rộng tầm khoảng là 4m, xe hơ, xe tải mình có thể di chuyển vào tới bên đây anh chị nha. Và giá thì nó có tới tận là 3 phân khúc giá anh chị. Và từ từ quý anh chị mình hãy đồng hành cùng Hương. Hương sẽ nói về cái vị trí trước, rồi Hương sẽ vào trong giới thiệu từng căn từng giá khác nhau anh chị nha. Và hiện tại thì cái đường này mình đang đứng là ngay cái đường Long Khánh anh chị. Thì nếu như mà quý anh chị mình không biết đường Long Khánh thì quý anh chị mình có thể là di chuyển được hai chuyến đường. Một là khu Ủy ban xã Phước Hậu, và cái con đường thứ hai của quý anh chị mình có thể vào đó là khu công nghiệp Cầu Tràm anh chị ha, vào con đường bờ chùa. Thì lúc đó Hương sẽ hướng dẫn cho quý anh chị mình đi tới ngôi nhà này. Còn cái vị trí mà cái vị trí chính xác của nó thì nó nằm ở trong con đường Long Khánh anh chị nha. Trên đây thì dãy mặt tiền là bên Hương sẽ cho mình là còn được là 1, 2, 3, 4 căn. Và giá của nó thì sẽ khác nhau. Dãy này á thì giá của nó là, và giá hai căn này thì giá của nó là 900 anh chị ha, hai căn mặt tiền đây. Và căn này thì cũng đã bán rồi anh chị ha. Và cái dãy bên đây á thì hai căn mặt tiền trên đây thì nó sẽ có một cái mức giá là 850 anh chị. Nó có một cái mức giá luôn, một trệt một lầu cho quý anh chị. Và cái hướng này là hướng tây anh chị ha. Nhà mình là có ba hướng, hướng tây và hướng nam và hướng bắc. Đó, có ba sự lựa chọn cho anh chị. Đường quý anh chị cũng có thể quan sát rồi, đường cũng đã lót gạch tàu, nhìn rất là sạch sẽ luôn, thoáng, rộng rãi, xe hơi, xe tải di chuyển vào đây thoải mái anh chị ha. Đường nào vào bên trong ngôi nhà mình cũng được cả. Và một dãy trong đây thì một bên tay phải của Hương á thì nó là còn bên tay trái của Hương á thì giá của nó là 750 anh chị ha. Vì nó có tới tận là hai cái diện tích, một bên thì là 3,5m dài cho 10, và một bên đây á là 3,5m dài tới tận 12, có sân sau thoáng mát. Hương sẽ review hai dãy luôn cho quý anh chị mình có nhiều sự lựa chọn ha. Hương lấy ra một cái căn mẫu đã set up toàn bộ rồi cho quý anh chị mình. Ở đây á thì mình đi công chứng ủy quyền anh chị ha, pháp lý thì minh bạch rõ ràng, sổ thì quý anh chị mình cứ yên tâm về pháp lý. Đất của mình là xây trên đất thổ cư full 100% luôn. Đó, trong đây thì nhà mình thì một trệt một lầu cho mình tận hai phòng ngủ và hai nhà vệ sinh, rất thích hợp cho quý anh chị mình tài chính thấp mình vẫn mua được một ngôi nhà để về an cư và lập nghiệp anh chị nha. Đây là một cái mẫu nhà dãy, đây là dãy hướng bắc anh chị ha. Giá của ngôi nhà này là, mình qua cái dãy 750, vì nó khác nhau nha, nó set up khác nhau nha anh chị. Đó, vào bên trong thì trước tiên bước vào bên trong thì bên đơn vị Hương sẽ làm cho mình là một bộ cửa bốn cánh sơn tĩnh điện và kính cường lực dày dặn chắc chắn. Khu vực ngoài thì mình cũng ốp lát rồi, nhìn rất là sạch sẽ anh chị ha. Có số nhà sẵn luôn, đồng hồ điện, đồng hồ nước đầy đủ full cho quý anh chị. Thì mẫu nhà mới thì quý anh chị mình cũng biết rồi, bên Hương sẽ bảo hành nhà mình là từ 1 đến 2 năm bên xây dựng, nên khi mua nhà bên Hương cũng yên tâm về chất lượng nhà và pháp lý anh chị ha. Rồi bên đây thì bên Hương cũng set up cho mình ốp PVC nè, làm cho mình một cái khu vực để cho mình đựng một cái tivi ở cái kệ sẵn hết cho mình luôn, nhìn rất là đẹp và sang. Rồi còn bớt lọc anh chị ha, bớt lọc thôi chứ không có thương lượng anh chị, bớt lọc nhẹ vui cho quý anh chị mình may mắn khi dọn vào một ngôi nhà mới. Và trần trên của mình sẽ là trần thạch cao nguyên khối, hệ thống đèn đã full và đầy đủ luôn. Bên đây cũng set up sạch sẽ luôn. Khu vực này mình làm một cái dàn tủ pha lê để cho quý anh chị có thể là mình đựng những vật phẩm lưu niệm của mình vào bên đây, cho một ngôi nhà của mình nó được sinh động hơn anh chị nhé. Và tiến thẳng ra sau nữa thì sẽ cho mình là một cái không gian nhà bếp thoáng mát sạch sẽ anh chị, có tủ bếp trên và tủ bếp dưới, mặt đá hoa cương dày dặn chắc chắn, không gian nấu nướng bằng bồn inox 304 anh chị ha, chỗ mình rửa bát rửa đồ. Và tiến tới đây thì sẽ cho mình là một cái sân sau, wow mát mẻ ghê cùng luôn anh chị. Đó, không gian nhà vệ sinh thì mình nằm ở phía ngoài sân sau luôn nha anh chị. Giá thì thôi quá tuyệt vời cho quý anh chị rồi,
tìm đâu ra nữa à, hãy liên hệ trực tiếp cho Hương Ú để mình có thể là người đầu tiên về đây chọn ra một cái vị trí địa thế tuyệt vời để mình về sinh sống anh chị ha. Người đầu tiên thì lúc nào mình cũng phải chọn cái vị trí đẹp nhất rồi anh chị. Trong đây thì còn tới tận là 28, xây tới tận 28 căn và đã bán đâu là cỡ khoảng là 4-5 căn rồi anh chị. Đó, mình chỉ còn ít sự lựa chọn thôi, hãy nhanh tay liên hệ cho Hương nha. Và con đường này sẽ cho mình tiến lên khu vực không gian từng một Hương Ú mà anh chị ạ. Quý anh chị thân mến, Hương Ú đã có mặt ở trên không gian tầng 1 rồi. Ngôi nhà này Hương thấy gia đình mình có thành viên tầm khoảng là 2 đến 4 người anh chị ha, về sinh sống thoải mái. Tặng cho mình một chiếc giường ở khu vực này luôn. Ở đây có cửa sổ cho mình rất là mát mẻ. Trần thì rất là cao giáo nữa. Giá tuyệt vời cho một ngôi nhà đất full thổ cư 100% anh chị, đất ở lâu dài luôn. Khu vực này là không gian nhà vệ sinh. Bên đơn vị Hương sẽ để ở ngoài cho mình dễ sinh hoạt anh chị ha. Và qua đây sẽ là một cái phòng lớn. Phòng này mình có thể làm phòng thờ hoặc là phòng ngủ tùy theo nhu cầu của mỗi quý anh chị. Và tiến thẳng ra đây thì sẽ là một cái ban công dài xuyên suốt. Nếu như mà mình yêu cây kiểng thì mình có thể trồng ở đây thoải mái. Ở đây thì nửa chừng vài tháng nó bán full khu vực này, rất là đông và vui anh chị ha. Giờ thì quý anh chị di chuyển cùng Hương, mình tiến về khu vực nhà dưới, Hương sẽ review cái căn đối diện của là căn hướng nam. Anh chị di chuyển cùng em. Và rồi, quý anh chị mình di chuyển qua cùng Hương, tiến qua cái căn 3,5m, dài 10, giá của nó là 750 anh chị ha. Bộ full nội thất. Nhưng mà hai mẫu thì nó sẽ có một cái dạng thiết kế và nó cái trang trí ở phía bên trong khác nhau ha. Nhưng mà mặt diện thì không khác anh chị, không khác gì hết luôn. Nó chỉ có khác ở bên trong setup khác nhau thôi. Bên bộ ghế sofa và một cái bàn ăn ở dưới, còn bên kia thì mình setup bên trong hết. Nó nếu như mình gia đình mình đông thành viên, mình muốn có một ngôi nhà mà có cái sườn sau thoáng mát thì mình có thể chọn bên kia, nhín lên chỉ có là 50 triệu thôi. Và nếu như mà mình không cần, mình không thích sườn sau thì mình có thể qua cái mẫu nhà này mình bớt được 50 triệu để mình trang trải công việc khác anh chị ha. Tùy theo nhu cầu của mỗi anh chị, Hương cũng sẽ review sơ cho quý anh chị mình thôi. Đó thì cửa nè thì cũng y chang, cửa bằng sắt, sơn tĩnh điện, kính cường lực, dày dặn. Bên trong bộ nội thất cơ bản. Bên đây thì mình cũng ướp lát, không phải ướp lát mà đây là một cái bức tranh 3D. Và tường thì mình cũng ướp gạch, bên đó mình cũng ướp gạch luôn ha. Nhưng mà ở mặt diện trước của mình thì mình ướp PVC cho nó được bắt mắt thêm. Còn ở phía sau á, thì nó sẽ ướp gạch. Còn ngôi nhà này thì mình ướp gạch từ không gian phòng khách mà liền ra tới không sâu nhà bếp anh chị ha. Ở đây nhà vệ sinh thì nằm ở khu vực này, không khác gì hết, Hương cũng chỉ review sơ thôi. Tại vì nó cũng tương tự nhau mà chỉ có khác là khác cái vụ mà set up thiết kế thôi anh chị ha. Tặng cho mình cái này, cũng có cửa sau thoáng mát, không gian bếp sạch sẽ nè, trần thoáng cho quý anh chị. Ngôi nhà này là ngôi nhà hướng nam anh chị ha. Và đường này sẽ cho mình là bước lên trên không gian tầng 1. Quý anh chị di chuyển cùng em. Và đây sẽ cho mình là khu vực không gian tầng 1 của dãy 750 anh chị. Nhà này là nhà hướng nam. Đó, thì cái phòng cũng y chang thôi. Đó, không khác gì hết ha. Có cửa sổ cho mình thoáng mát. Hương mà vô bước vô một cái phòng nào đó hoặc cái nhà nào đó mà có cái cửa sổ là Hương rất là thích, nó rất là thoáng luôn á. Và qua đây sẽ là một cái nhà vệ sinh. Mình nằm ở giữa anh chị ha. Và tiến tới đây thì sẽ là một cái phòng. Đúng rồi. Đây là một cái phòng mà mở ra thì cũng có ban công y chang thôi. Đó, hồi nãy Hương cũng review cho quý chị mình là cái căn đối diện. Ở đây bán cũng được 6 căn rồi, nó chỉ còn có vài căn nữa. Chỉ có vài sự lựa chọn của chú anh chị mình nhanh tay để mình về mình sở hữu được một cái vị trí địa thế đẹp nhất cho mình anh chị ha. Giờ thì di chuyển cùng Hương về lại khu vực nhà dưới, Hương sẽ báo lại một lần nữa thông tin chính xác về vị trí nè, giá cả cho cô chú anh chị mình nha. Và nãy giờ thì quý anh chị cũng đã quan sát hết một dãy khu 28 căn bên đơn vị Hương vừa hoàn thiện rồi. Thì cái dãy nhà này thì hồi nãy Hương cũng đã nói rồi, nhưng mà Hương vẫn nhắc lại luôn là diện tích của nó là ngang 3,5m và dài vào thì tận 10m, giá của nó chỉ có là 750 thôi. Bên trong ngôi nhà thì một rẹt tới tận là
một lầu cho mình tận 2 phòng ngủ và 2 nhà vệ sinh. Rất thích hợp gia đình mình có thành viên là tầm khoảng là 2 đến 4 người về sinh sống. Và cái diện ngôi nhà kế bên giá của nó là và nó vẫn xích úp bên trong ngôi nhà. Diện tích của nó thì sẽ dài hơn anh chị ha. Ngang của nó vẫn là 3,5 m và dài vào của nó thì tới tận là 12 m. Có một cái sân sau nữa, nó quá chỉnh chu cho quý anh chị. Và còn nếu như mình muốn tìm một cái góc nhỏ để mình buôn bán thì mình có thể là lấy cái vị trí ở phía trên. Ở phía trên còn 4 căn mặt tiền thì giá nó cũng sẽ khác nhau, thì cũng chênh lệch là 50 triệu cả anh chị ha. Giải bên đây á thì giá của nó là 850 và cái giải bên đây của nó là 900 anh chị ha. Quá tuyệt vời cho quý anh chị mình về sở hữu một ngôi nhà. Diện tích của nó thì vô cùng thoải mái rồi, rộng rãi luôn. Đường xá thì quý anh chị mình nãy coi đầu clip thì cũng thấy rồi. Và trong đây, trong cái hẻm mình thì nó cũng rộng mà, rộng tầm khoảng 4 m. Xe hơi, xe tải mình di chuyển đây thoải mái. Mình về mình có dọn đồ đạc thì cũng thuận tiện nữa. Xe đậu tới nhà luôn anh chị ha. Và quý anh chị mình có đi muốn xem nhà này thì em Hương Ú hẹn quý anh chị là 2 chuyến đường. Một là mình có thể là đi con đường là 835 vào tới qua chợ Long Thượng, ngay ủy ban xã Phước Hậu, liên hệ cho Hương, Hương sẽ ra dẫn quý anh chị mình vào bên trong. Và cái con đường thứ hai là mình có thể đi đường là quốc lộ 1A vào đường Đinh Đức Thiện, nó dài tới khu nghiệp Cầu Tràm thì liên hệ cho Hương ha. Cái vị trí này là nó ở là Long Khánh, ấp Long Khánh anh chị. Nếu như có nhiều khách hàng lắm không biết cái đường ấp Long Khánh thì mình có thể đến hai vị trí đó và Hương sẽ là người gia dẫn quý anh chị mình vào bên trong. Và pháp lý của nó là sử dụng chung anh chị ha, sử dụng chung một thửa đất, nhà thì mình sử dụng riêng, đất là sai trên đất full thổ cư 100%, pháp lý thì minh bạch rõ ràng. Quý anh chị mình cứ yên tâm, đây là một mẫu nhà mới hoàn toàn 100% chưa qua sử dụng luôn. Và xem đây rồi quý anh chị ơi, hãy nhớ đăng ký kênh cho Hương và có mọi thắc mắc cứ alo, Hương sẽ tư vấn tận tình rõ ràng cho quý anh chị luôn. Và Hương cũng có thể là gỡ cái vị trí cho quý anh chị mình tham khảo trước khi mình dự định về đây, để mình coi là cái ngôi nhà này nó có thuận tiện cái con đường mình đi làm hay không, rồi mình hãy về đây anh chị ha, để tránh mất thời gian của quý anh chị. Và bên Hương á thì luôn luôn lúc nào cũng là nhà thật, giá thật, vị trí thật, không xạo không ảo, để tránh mất thời gian của quý anh chị. Đó là kim châm làm việc của Hương Ú ạ. Và giờ thì Hương Ú xin chào quý anh chị, chúc quý anh chị mình mau tìm được căn nhà ưng ý.